Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Kỷ Niệm Mua Nhé. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật thành công nha. Hôm nay mình đi lên Di Linh có việc, mình mua được bánh mì, quán này rất là ngon nha. Bánh mì dề trang, ổ này là 10 ngàn nha. Ở đây có ổ đặc biệt là 15 ngàn. Đó, họ cho kèm mấy trái ớt nữa này. Hai trái ớt rất là ngon, rốt cả thịt này. Quán trang này là nằm gần ngã tư Đèn Đỏ, bên tay phải là đường đi Vô Gông Ré, chạy thẳng nữa là lên công viên của Bảo Lâm đấy. Quán nằm ngay sát đường luôn nha. Tí bữa nào mình sẽ chụp cho mọi người xem cái địa chỉ, mình sẽ bình luận để dưới phần bình luận nha. Hôm nay mình đi bộ quá, mình có việc. Đó, ổ này mình mua là 10 ngàn nha, còn ổ đặc biệt là 15. Quán này bán rất là ngon. Nhìn này. Đó, đấy không. Đó, cái này có một miếng thịt giống kiểu thịt hấp này. Đó, rồi có giò này, này thịt nướng này, thịt băm này, rất là thơm ngon này, này là dê, này là thịt nha, cái nước sốt này là nước sốt mỡ, giống kiểu nước sốt của Tót Mỡ hay gì Phi, rất là ngon này, mọi người nha, cực kỳ ngon luôn, pate, giò, hành, ớt ngò, dưa leo. Dưa chua nữa. Cái này là ăn rất là ngon, mình rất thích ăn này. Có mùi của thịt nướng, ăn rất là đậm đà mà thơm, ăn cực kỳ ngon luôn. Ừ, 10 ngàn được nhiều thịt không? Có thịt này ngon nhất này. Nó ăn miếng vị thịt tớ, rồi nướng băm, ngon. Ổ mì đặc ruột rất là dài. Mọi nhìn này, không để hết vào được luôn, nó nhiều thịt quá. Rất là ngon nha. Ổ mì thì giòn thơm, là thịt rất là đậm đà và ngon miệng. Mọi người hãy ghé quán ủng hộ mà mua ăn thử nha, rất là ngon. Mình thấy 10 ngàn quán này ăn cực kỳ ngon luôn nha, rất là hợp khẩu vị của mình. Không nước sốt thì có một loại nước là nước mỡ, mỡ với hành gì á, chan này vàng vàng đây. Một loại kia là nước mắm kiểu giống như nước mắm chua ngọt nữa, làm kiểu rất là ngon nha, họ chan nữa. Đó, ăn cực kỳ ngon, ổ mì nhìn đã không? Mọi người cắn một phát là đậm đà hương vị rất là ngon, tuyệt vời nha. Mọi người nhớ mua ủng hộ quán nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Đừng tiếc cho kênh mình lượt like, đừng đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất nha.